chào mừng các bạn đã quay trở lại với Glam V. Và trong video ngày hôm nay thì Giao sẽ review tất cả các loại dầu tẩy trang mà Giao đang sử dụng. Hiện nay thì Giao đang dùng 4 loại và Giao cũng sẽ chia sẻ luôn về độ hiệu quả cũng như là chai nào là chai yêu thích nhất của Giao trong khoảng thời gian gần đây nha. Là mình cũng bắt đầu thôi. Sản phẩm đầu tiên đó chính là Bare Minerals Oil Obsessed Total Cleansing Oil. Đối với em này thì hãng có giới thiệu là một sự kết hợp giữa cây nham lê nè, cây lưu ly nè, dưa leo nè, dầu hoa hướng dương nè và muối biển giàu khoáng chất, rất là nhiều thứ ở trong này. Nhưng mà đặc biệt đối với hai cây là cây lưu ly và cây nham lê là lần đầu tiên Giao nghe á. Nói về chất dầu thì Giao thấy là chất dầu của sản phẩm này khá là nhẹ, khá là dễ massage vào trong da, nhưng bị một cái là cái độ trung hòa của nó không được tốt. Khi mà Giao thêm nước vào trong sản phẩm để chuyển nó thành dạng sữa thì cái nguyên một cái quá trình đó rất là ít cái chuyển hóa nó tạo nên, thì cái sự chuyển hóa thành sữa nó không có được nhiều như là những cái dầu tẩy trang khác mà Giao đang sử dụng. Một điểm trừ nữa của sản phẩm này đó chính là khi Giao kết hợp dầu tẩy trang này với sữa rửa mặt Giao sử dụng hàng ngày thì da mặt của Giao cảm thấy khô hơn rất nhiều so với bình thường. Da Giao là da hỗn hợp thiên dầu, nhưng mà để cảm giác được cái độ khô thì Giao cảm giác giống như là nó phải lấy đi rất là nhiều chất dưỡng ẩm trên da của Giao đi để da Giao cảm thấy là khô như vậy. Và giống như là mình cảm giác giống như là da mình nó giống như là một cái sa mạc vậy đó. Giống như là mỗi lần rửa xong là lúc nào Giao cũng phải xịt khoáng, Giao cũng phải tấp thật là nhiều sản phẩm dưỡng ẩm lên để da Giao nó trở lại bình thường. Cho nên là đây là một trong những sản phẩm mà Giao không sử dụng quá nhiều. Nói chung là Giao sẽ cố gắng sử dụng cho hết chai, bởi vì Giao cũng đã xài hết hơn nửa chai rồi. Cho nên là để nói là Giao có mua lại hay không thì chắc chắn là Giao sẽ không mua lại sản phẩm này, bởi vì Giao còn những sản phẩm dầu tẩy trang khác mà Giao thấy là nó worth, nó đáng tiền hơn nhiều so với em này. Em Giao nhớ nha, Giao phải bỏ hình như là 28 đồng hay 30 đồng gì đó cho em dầu tẩy trang này. Quá là nhiều đi. Giao thấy ở Việt Nam dạo gần đây thì có nhiều cái sản phẩm dầu tẩy trang mà vừa hợp túi tiền mà lại cái công dụng nó lại ok hơn. Đối với em này nữa 30 đồng mà Giao thấy nó khá là kiểu phí tiền. Sản phẩm thứ hai là một dầu tẩy trang đến từ nhà Kiehl's Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, tên cũng dài nữa. Em này thì có chiết xuất từ dầu hoa anh thảo với lại dầu hoa oải hương, cho nên là cái mùi thơm của sản phẩm này rất là đặc trưng và mình thấy là nó khá là thơm so với cái taste của mình, là nó khá là thơm và khi là lên trên da thì cái mùi hương nó khá là dễ chịu. Và cái chất dầu này thì mình đặc biệt là để ý nó dày hơn, nó nặng hơn cái chất dầu của em Bare Minerals Oil Obsessed này. Nhưng mà được một cái độ nhuộm hóa của nó lại tốt hơn khá là nhiều. Mình thấy là khi mà thêm nước vào á, thì cái độ chuyển thành sữa của nó nhiều hơn nè. Và khi nó chuyển thành sữa nhiều rồi á, thì nó massage vào trong da lại kỹ hơn nữa. Và cái cảm giác của da mình sau khi mà rửa sạch đi rồi, chưa có sữa rửa mặt nha, cái dầu tẩy trang đã được rửa sạch bằng nước đi rồi thì da mình thấy là dễ chịu nè. Và nó kiểu như da vẫn rất là mềm, kiểu là nó vẫn còn giữ được cái độ ẩm nhất định. Và sau đó mình rửa thêm một lần nữa với sữa rửa mặt, vì mình sử dụng double cleansing á, thì sau khi rửa mặt với sữa rửa mặt nữa thì mình thấy da mình nó trở lại bình thường và nó vừa đủ sạch, không có bị quá kinh kít kiểu như là nó khô quéo lại luôn á, thì mình cảm thấy là nó sẽ bị khó chịu. Nhưng đối với sản phẩm này thì không. Với sản phẩm này thì hiện giờ Giao đã sử dụng hơn nửa chai rồi. Và nếu nói là để mua lại hay không thì có thể là Giao sẽ mua lại, với lý do là một là mùi hương thơm quá, Giao rất là thích cái mùi hương này. Hai là Giao thấy là nó sử dụng khá là tiết kiệm, vì cái chất dầu Giao thấy là nó nặng hơn khá đó. Cho nên là Giao thấy là khi sử dụng Giao không cần phải lấy quá nhiều sản phẩm. Nhưng mà cái công dụng tẩy trang hết đi những cái sản phẩm mà make up ở trên mặt á cũng rất là tốt. Nếu để nói về độ hiệu quả của sản phẩm này thì Giao sẽ chấm sản phẩm này là 8.5. Sản phẩm tiếp theo không hẳn là sản phẩm về dầu tẩy trang, nhưng đây là sáp tẩy trang từ Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Em này thì đây là dạng sáp ở trong hũ như thế này, và khi mỗi lần Giao sử dụng á, Giao sẽ lấy đầy một đốt ngón trỏ như thế này và làm ấm trên bàn tay trước, sau đó là massage lên trên da. Và cái hiệu ứng ngay sau massage lên trên da nó sẽ chuyển qua dạng dầu là từ sáp qua dầu. Sau đó là Giao tiếp tục massage từ 25 tới 30 giây nữa để dầu làm hòa tan hết tất cả những cái sản phẩm make up ở trên da ra, tan ra. Sau đó thì Giao sẽ thêm một chút nước
thì từ dạng dầu nó sẽ chuyển sang dạng sữa y như các thể loại dầu tẩy trang khác thôi. Và Giao thấy cái độ nhũ hóa của em này cũng rất tốt nữa so với em Q's cũng là 19-10. Nhưng mà được một cái là Giao thích em này hơn vì Giao thấy là nó còn tiết kiệm hơn nữa. Hũ này Giao xài cũng đã gần 8-9 tháng rồi và xài giống như là gần như là mỗi tuần luôn á, nhưng mà thấy giống như là nó cũng hơn một nửa chút xíu thôi, cho nên là cái độ tiết kiệm của em sản phẩm này khá là cao. Em này thì Giao mua ở clinic ở đây Giao nhớ là khoảng gần như là 750 thì phải. Với em này thì là hoàn toàn không có mùi và sau khi rửa mặt với dầu tẩy trang này thì da Giao cảm thấy là không có bị quá dầu cũng như không bị quá khô, mà giống như da được trở lại cái cảm giác cái trạng thái ban đầu giống như chưa make up vậy á, khá là dễ chịu. Cho nên đối với sản phẩm này thì Giao sẽ chấm điểm là 8.5/10. Người ta hay nói là save the best for last, có nghĩa là những cái gì tốt nhất thì Giao sẽ để dành tới cuối cùng mới nói. Đây là một sản phẩm dầu tẩy trang mà Giao sử dụng nhiều nhất trong khoảng thời gian vừa qua, đó chính là em Perfect Watery Oil từ hãng Senka. Chai dầu này thì mình được Senka Việt Nam gửi tặng cũng khoảng tầm được 3-4 tháng trước đây. Và cho tới hiện giờ đây là chai dầu tẩy trang mà Giao sử dụng thường xuyên nhất ở trong tuần. Ví dụ như những sản phẩm khác thì Giao có thể thay thế, nhưng mà với em này thì at least phải được 3-4 ngày trong tuần là Giao đã sử dụng rồi. Và đối với cái chất dầu của em này thì nó khá là lỏng, so với độ nhẹ thì nó sẽ kiểu hơn Q's một chút xíu. Thì đây là cái chai mà kiểu như chất dầu nó nhẹ nhất trong 4 loại mà Giao nói nãy giờ. Trong 3 loại mà Giao nói nãy giờ. Vì chất dầu nhẹ như vậy cho nên là khi massage lên trên da, cái hiệu ứng mà massage vào trên da để làm tan cái make up ra thì Giao thấy là nó rất là dễ dàng. Make up ở trên mặt của Giao á, nó được tan ra rất nhanh và tẩy đi rất là sạch. Đối với những cái dầu tẩy trang khác á, thì Giao thấy là mình phải massage từ 25-30 giây là những cái make up nó mới bắt đầu tan ra hết. Nhưng đối với em này á, thì cái thời gian để làm tan các make up ở trên da thì Giao chỉ cần khoảng ít hơn thôi, từ 15-20 giây là Giao đã thấy có hiệu quả rồi. Và cái cảm giác mà khi thêm một chút nước vào để chuyển cái này thành dạng sữa thì Giao thấy cũng rất là dễ dàng và độ nhũ hóa cũng rất tốt. Sau đó thì cái cảm giác của da sau khi dầu tẩy trang đã được làm sạch, đã được tẩy sạch đi và tiếp đến là bước sữa rửa mặt vì double cleansing á, thì Giao thấy là da vẫn rất là dễ chịu, da mềm, không có bị căng, cũng không có bị rít. Và sau đó thì giống như là cái Giao cũng cứ cảm giác là những cái bước dưỡng da tiếp theo của Giao nó được thấm vào da tốt hơn. Và đây là review siêu nhanh siêu nguy hiểm của Giao cho 4 loại dầu tẩy trang Giao đang sử dụng gần đây. Giao mong là video này thực sự bổ ích và cũng giúp cho các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn cho dầu tẩy trang. Giao mong là các bạn sẽ thích video lần này. Nếu thích thì nhớ like và subscribe cho channel của Glamvy nha. Giao hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.